Chào cô bác anh chị, thì bây giờ Tuấn Dương đi tìm đến phòng trọ của chú Danh, do là mấy hôm vừa rồi thấy chú nghỉ, chú không có ra để sửa xe đạp. Đây, mặc dù chỉ còn một chiếc chân, một chiếc giò, nhưng mà chú vẫn leo lên cái cầu thang này để đi lên trên cái phòng trọ. Đây, mình sẽ đi leo cái cầu thang này để đi lên phòng trọ đây các bạn. Cầu thang này gần như là dựng đứng và bằng gỗ. Trời ơi, đi nó cứ rung rung luôn. Sợ quá. Đó. Mình đang leo lên đây các bạn. Đây, căn phòng trọ của chú đây rồi. Chú Danh ơi. Chào chú. Đây, ở nhà là cởi trần luôn. Dạ dạ. Thôi chú mặc quần ngắn được rồi, mặc áo thôi. Ở nhà là chân kia cũng bỏ riêng, không có mang đúng không? Dạ. Đâu cần gì. Dạ. Rồi, chào quý cô bác anh chị. Bây giờ Tuấn Dương đã lên tới phòng của chú Danh. Và con chào chú. Chú ơi, chú cho con hỏi là sao mấy hôm nay không thấy chú ra cái chỗ làm của chú? Tại vì địa phương nó cũng yêu cầu đó là dưới ở trên 60 á, không nên ra đường. Rồi chú cũng ra thì nó cũng ế quá, đường nó vắng tanh rồi. Dạ. Đâu có ai ra nữa đâu. Dạ. Quán xá nó dẹp hết rồi, không ai đi rồi, thành ra chỗ nắng nổi, nó lúc này nắng quá đi không? Rồi mình ra đó rồi nguyên chịu nguyên nắng nguyên ngày mà làm không được nhiêu. Dạ. Thì thôi chú thấy vậy thôi nghỉ luôn. Vậy năm nay là chú bao nhiêu tuổi chú? 67 rồi, 66, 67. 54. À, mà họ quy định là bảo trên 60 thì hạn chế ra đường đúng không? Dạ. Họ có nói là trên 60 hạn chế ra đường vì cái sức đề kháng nó yếu. Đúng rồi. À, thì chú làm cái đợt vừa rồi làm có đông khách không chú? Cũng lây rai rồi thì thôi, cũng không bao nhiêu. Tại vì mình nằm mấy trong hẻm này, thành ra sửa mấy người quen thôi. Dạ. Thành ra người ta kêu cầu vậy thôi, mình cũng nghỉ đi rồi ấy. Chứ giờ ở mấy quán rồi giờ không có ai đi đường hết rồi, đâu có ai đâu. Dạ. Đó. Rồi cái bên hủ tiếu á, nó cũng nghỉ rồi, nó cũng đi về quê á, đâu có ai phụ ginh chú, ginh lên đi xuống nữa đâu. À. Thì thôi sẵn đó mình chạy nghỉ dưỡng sức, coi mùa dịch này nó ra làm sao. À. Rồi mình cũng vái cho trời cho nó mau qua đi, đặng bà con cô bác cả thế giới vui vẻ làm ăn lợi chứ. Cái tình trạng này là ảnh hưởng chung cả thế giới luôn. Và. Chứ không phải riêng gì của Việt Nam hay là cá nhân của chú đâu. Và. Vậy nếu mà mình có làm ở đấy thì cũng không có người phụ khiêng đồ lên xuống đúng không? Do ngày xưa là cái đồ của chú cũng toàn đồ nặng, mà các cô chú đấy là ở bên tiệm hủ tiếu họ cũng khiêng phụ mình đúng không? Dạ. Mà bây giờ toàn đồ nặng thế, mình vận chuyển bưng lên bưng xuống rồi nó cũng không có tiện đúng không chú? Ừ, thí dụ như mà lúc trước nó đông á, nhiều khi mình đứng đó mình gặp thanh niên đồ đi ngang hay nhỏ nhỏ mình kêu cũng kinh phụ. Vâng. Còn giờ ra ngồi đợi nhiều khi cả tiếng họ chưa thấy ai đi ngang luôn. Vâng, vậy là bây giờ cũng không có người đi ngang để mình nhờ đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nếu mà nghỉ như thế thì cứ nghỉ thế thì tiền chi phí sinh hoạt thì lấy đâu ra? Thì giờ mình hạn chế lại cái cơm mình ăn là tiện vậy sống qua được rồi. Dạ. Rồi giờ cũng như nói ra cái gì cũng vậy, nó cũng có chứ có sao, thì ở trong năm thì con có giúp chút đỉnh. Dạ. Thì chú cũng phải làm gán gói ghém, mình cũng phải thủ lại đó. Dạ. Thì bây giờ mình phải tung ra hết, mình gom hết ra, mình gói ghém mình xài. Dạ. Dài 3 tháng gì đó mình trồng cự đi. Dạ. Rồi chừng nào nó hết đi rồi tính. Dạ. Nữa chứ giờ mình tính nhiều quá tính đâu có nổi con. Thì thôi bây giờ chắc thôi chú cứ nghỉ ngơi đi để cũng hạn chế đi ra đường vào cái mùa dịch này. Dạ. Thì hôm nay con tới thì cũng có mấy việc để phiền chú. Bây giờ thứ nhất là có một chú này có tên là chú Thành Đô. Dạ. Không biết là Thành Đô hay là Thanh Đỗ gì đó. Chắc Thành Đỗ. Thành Đỗ, vâng. Chú biết chú này à? Nghe cái tên là à. Có hình như có cho tiền chú à, rồi. Vâng, chú Thành Đỗ đây thì chú có gửi con là 50 đô. Chú gửi cũng lâu lâu rồi đấy. Nhưng dạ. Mà cũng chưa có tiện gửi chú thì đây đầu tiên là con gửi chú cái món quà này 50 đô. Chú dạ, không biết là Thành Đô hay là Thanh Đỗ gửi. Rồi dạ, cho chú xin cảm ơn... anh Thành Đỗ thì giúp cho chú đồ với tất cả các anh nhân khỏe mạnh dồi dào sức khỏe để vượt qua khó khăn cái mùa dịch này. Dạ. Để giấy của trời Phật đồ cho nó mau hết đi. Dạ. Để trở lại làm ăn cho nó vui vẻ hết cả thế giới. Dạ. Với một cái việc nữa thì chắc là vì cũng nhân lúc này thì cũng đang rảnh rỗi,
nên là cũng phiền chú để nhờ chú giúp một việc này, trong khả năng của chú giúp được không ạ? Nói đi, cái nào giúp đâu có gì đâu khó đâu. Thì đây trước thì hai chú cháu mình đi là làm cái chân này, chú còn nhớ không? Nhớ. Đó, đây thì đây cái chân giả, đây là chú Danh đã sử dụng, thì chú cảm thấy cái chân này bây giờ như thế nào? Vẫn tốt, đi vẫn ngon đàng hoàng. Vẫn tốt, vẫn ngon đúng không? Rồi so với cái chân trước kia của chú thì ra làm sao chú? Cái kia sao bằng được, nếu mình so sánh mình nó làm có bằng được, nó nhẹ hơn mà đi nó thoải mái hơn. Thì chú ơi, hôm nay có một cái việc như thế này, không biết thì có một ân nhân ở người Huế, gốc Huế đó, thì đã có nói với con là cô ấy cũng có cái tâm nguyện là giúp làm một cái chân giả giống như của chú Danh, mà cho chú, một chú có tên là chú Bé ở Huế. Và chú này thì chú cũng là chú cũng là bị cũng là thương phế binh. Đấy, và chú cũng rất là mong muốn có một cái chân từ rất là lâu rồi. Thì chị có gửi cái số tiền này là 600 đô. Và chị nói rằng là cái số tiền này thì không có đổi, mà cứ để nguyên 600 đô Canada này, để nhờ chú xem là chú giới thiệu cái chỗ mà làm cái chân này ấy, để làm cái chân cho chú Bé. Dạ, chú Bé. Chú biết chú đó à? Có gọi Quang là. À đấy, thì đấy, thì con thì với lại cô ấy còn gửi, thì đây để con sẽ nhắn từng trường hợp một. Đầu tiên là 600 đô thì là để cho chú Bé chú làm cái chân giả. Rồi có 200 đô thì gửi biếu chú Danh. Là 800 đô, và còn cái số tiền là 2,5 triệu thì sẽ để gửi cho chú Bé để chú đi lại. Và chị cô ấy còn có gửi cho em Phong là 500.000 thì con đã trao rồi. Đấy, và bây giờ thì con sẽ gửi chú cái số tiền này là 800 đô. Thì trong đó là có 200 đô là... Không, bây giờ chú nói vậy nè. Dạ. Bây giờ cái chú Bé đó, vâng, là chú ở ngoài Trung Lưỡng. Vâng. Nhưng mà hỏi chú bây giờ ấy, con giữ cái tiền đó đi, rồi chú không có giữ. Vâng. Chừng nào chú Bé vô đây, hay là con liên hệ chú Bé, hay là chú liên hệ chú Bé. Vâng. Rồi coi ngày nào vô đó, chú thông báo cho con, rồi đó là chú sẽ khỏi cần con. Mà vâng, chú với chú Bé là... chắc cũng phải qua mùa dịch mới được. Vâng. Chứ còn trong mùa dịch là không được. Vâng. Rồi chú sẵn sàng, chú nghỉ một ngày, chú dắt chú Bé lên đó. Vâng. Làm hay hoặc là coi ăn ở trên đó hay sao đó. Vâng. Rồi làm là ở đó rồi chú Bé coi làm sao. Còn nếu mà ở trên đó không được thì về đây hai chú cháu ở đây. Vâng. Chú với chú đó ở đây sống bữa, rồi mai mình lên thử dò, lấy dò luôn. Vâng. Hay sao đó, như vậy. Vâng. Kỳ đó chú đi làm không biết đó. Vâng. Đó thì chú sẵn sàng giúp như vậy. Vâng. Rồi lên đó chừng nào lấy dò đồ về, rồi tiền bao nhiêu đó, rồi coi ấy, rồi tính, rồi đó là lúc đó. Vâng. Là chú thông báo với con. Dạ. Thì bây giờ thế này đi, cái 200 mà cô biếu chú thì con gửi chú. Rồi, đúng rồi. Thì thôi bây giờ chú cảm ơn cô trước đi, xong rồi con... Chú xin cảm ơn cô ân nhân ở Huế đã giúp chú và chú Bé luôn. Cũng thay mặt chú Bé cũng cảm ơn. Rồi chú sẽ hứa là chú sẽ liên hệ chú Bé là một ngày... gần nhất là cho hết cái mùa dịch mà có thể đi lại được dễ dàng. Vâng. Thì vào đây chú sẽ sẵn sàng giúp. Vâng. Lên giúp cho tới chừng nào chú Bé có cái giò mới đi về thôi. Vâng. Thì rồi bây giờ như thế này chú, vậy thì hình như con cũng có cái số ở đây, thì để con thử liên lạc để nói qua với chú một tiếng. Thì như hai chú với cháu mình bàn là giờ thì chú con không biết cái số này có đúng là chính xác của chú Bé hay không nữa. Chú có. Vâng, thế thì bây giờ mình điện để báo cho chú biết là con đang giữ cái số tiền ở đây là 600 đô Canada và 2,5 triệu là phụ cho chú đi lại. Thì để cũng nhờ chú Danh là trước chú có đi đến cái chỗ mà hồi kỳ con đưa chú tới đấy, thì hai chú đi tới xem là cái bàn bạc làm lụng ra là sao, thiếu đủ như thế nào. Nếu mà đủ rồi thì thôi, còn nếu mà thiếu thì con sẽ tìm cách để hỗ trợ chú thêm để cho có thì cái chân. Nó dễ mà, bây giờ để chừng nào nó giãn rồi máy được thì chú sẽ gọi chú Linh. À, chú Linh bây giờ cái hỏi ra cái số tiền như vậy đó,
thì làm cái giò giống như chú coi sao hay dạ, sao. Cái giò nào phù hợp. Đấy, rồi phù hợp cái nào cái giò phù hợp đó. Dạ. Rồi rồi coi bao nhiêu hay là chú Linh ấy coi chú rồi. Chú nói với con. Vâng. Rồi lúc đó chú cháu mình tính. Vâng. Tại vì giờ nó cũng còn thời gian nó nhiều quá đi. Vâng. Thì đây bây giờ mình cứ báo để cho chú bé này chú biết để chú mừng đã. Dạ. Yeah. Còn cái cụ thể như thế nào mà ngày sắp xếp lên đến tận nơi thì cũng còn phải phụ thuộc bên thời gian nữa. Thời gian là nhiều khi người ta có cho đi hay không. Xe khách bây giờ đã cấm mà. À, hôm trước thì có người nói rằng là bảo kêu thuê xe ấy chú, thuê từ Huế đi, thuê xe 4 chỗ. Nhưng con kêu là thuê xe từ 4 chỗ đi thì nó mắc tiền lắm chú. Mà nó không hiệu quả. Mình thay vì thế mình đợi ít bữa nữa, dăm bữa nửa tháng ấy, xong mình đi xe giường nằm thì nó đỡ mệt hơn. Anh nói cho Tướng Dương nói với anh à. Dạ dạ. Này, nghe anh Tướng Dương nói nè chú bé ơi. Dạ dạ. Alo. Dạ. Alo. Vâng, chào chú nghe không? Dạ. Chú nghe không ạ? À? Có nghe à. À, chú nghe rõ không chú ơi? À, chú ơi thì có một ân nhân ở nước ngoài có gửi cho chú là cũng ân nhân này gốc người Huế gửi tặng chú là 600 đô Canada để làm cái chân giả và 2,5 triệu để giúp chú đi lại. Thì bây giờ hôm trước con có dẫn chú Danh đến cái chỗ làm chân giả đó, thì bây giờ chú thu xếp thời gian để chú lên Sài Gòn, khi nào mà thời gian phù hợp thì chú liên lạc theo cái số phone này của chú Danh để chú lên Sài Gòn, rồi con sẽ gửi chú cái số tiền mà ân nhân đó gửi chú để chú có cái chi phí chú đi làm cái chiếc giò. Dạ bây giờ là tôi nói là bây giờ hoàn cảnh khó khăn là coi như là Covid là 15-16 ngày đây. Vâng. Ở nhà mà bây giờ là đi thì còn là chắc là cái liên phí đi vô cái chứng không quan trọng gì, tới là nặng là làm cũng có cái chứng nâu anh đấy. Dạ. Đúng rồi. Thì lấy chừng nào rảnh đi. Mà vừa rẻ tiền xe mà vừa là này rõ là chi phí đâu rẻ và rõ mà là dễ dàng dễ đi nữa. Khách nhau có 100 cái số còn đây đi thì còn anh lấy giai đoạn này là Covid á. Nó là đã nghĩ cả tháng trời này tôi không thu được một đồng bạc. Đấy. Và cái thứ hai bây giờ mà khi mà hoàn thành rồi phải lo mà đi bán mà kiếm sống cho bây giờ. Thế theo cái chân đó thì bây giờ ai nuôi đâu có. Vâng, thế vậy thì khi nào chú lên Sài Gòn? Không có đi được Sài Gòn chú ơi. Vậy là gửi tiền cho chú à hay sao? Gửi tiền cho tôi thì tôi về Đà Nẵng thôi. Tôi làm Đà Nẵng là rất là rẻ, chứng mong là ngon, chứng xịn nữa. Ở Đà Nẵng là bao nhiêu tiền một cái hả chú? Đà Nẵng là chỉ có 3 triệu thôi. À, chỉ có 3 triệu cái chân ở Đà Nẵng thôi à? À, 3 triệu thì Việt Nam á. Vâng. 3 triệu là cái chứng ngon lành. Chân thường. Chân thường à? Dạ. Yeah. Vâng, thế thì bây giờ thế này để con hỏi thử xem là để sẽ đăng cái clip này lên để cho ân nhân này họ biết. Nếu như mà đồng ý thì bây giờ con sẽ thì chú nhắn cái nếu mà cô ấy đồng ý thì con sẽ nhắn cái số tài khoản chú nhắn số tài khoản vào máy cho chú Danh rồi con sẽ chuyển khoản vào. Tôi là không có, tôi nghèo quá, tôi đi bán bên số làm sao có số. Điều địa chỉ đi, gửi địa chỉ cũng được. Chỉ có địa chỉ thôi. À thì vâng, vậy thì thế này, chú cứ nhắn họ tên, địa chỉ rồi chỗ số chứng minh nhân dân, mình sẽ gửi qua cái dịch vụ bưu điện, rồi chú sẽ nhận, được không chú? À, tôi bây giờ tôi tới đấy là 07 đường Trần Phú là cái chỗ mà tôi thường có mặt ở đó đấy. Dạ không, bây giờ chú nhắn vào máy, chú lời nói thì gió nó bay mất chú ơi. Nên chú lấy tin nhắn, chú nhắn vào số phone này của chú Danh. Chú nhắn giúp con thì bây giờ để sẽ hỏi xem ý của ân nhân đấy là như nào. Trước thì họ nói là mời chú lên Sài Gòn để nhận. Thì nếu mà trong trường hợp chú bảo là chú có thể tự làm ở Đà Nẵng đó, thì ân nhân này sẽ coi xem là gửi cho chú bằng nào thì để họ quyết định. Thì con chỉ biết thực hiện theo chứ con không có tự quyết được cái chuyện này. Chú đồng ý không chú?
bây giờ lấy số phone nào? Đây chú cứ gửi số phone này qua cho chú Danh này, chú gửi tin nhắn là họ và tên với cái địa chỉ của chú, rồi số chứng minh thư. Phải cần có thông tin đấy thì mình gửi qua bưu điện thì họ mới nhận. Rồi có tiền thì họ báo cho chú biết. Thì khi nào chú nhận được thì chú nhắn lại cho chú Danh là chú đã nhận được tiền rồi. Chú Danh là số điện thoại nào đâu? Chú đang Số đang điện này. Đấy, còn khi nào chú làm được chân tay gì xong thì chú điện báo cho chú Danh biết để con biết để mừng cho chú thôi. Đúng rồi, khi mà làm được chân thì tôi phải chụp hình để quay đó. Vâng, vậy chú nhá. Vâng, vậy con dừng cái video này ở đây nhá. Thì đã báo, vậy tóm lại con nhắc lại chú là bây giờ là chú sẽ có cái địa chỉ, chú nhắn họ tên với địa chỉ qua đây cho chú, qua số máy cho chú Danh. Rồi khi con hỏi lại ân nhân ở nước ngoài đó, mà ân nhân này cũng quê gốc ở Huế, để rồi quyết định, rồi sẽ cố quyết định như nào thì con sẽ thực hiện theo, con sẽ báo cho chú biết nhá. Cảm ơn chú nhiều ấy. Vâng, rồi chào chú nha. Thế chú cũng là Thương Phế Binh à? Chú lưu lại đi. Chú là Thương Phế Binh hay sao? Rồi tôi lưu lại rồi. Chú có phải là Thương Phế Binh không? Thương Phế Binh dạ. Vâng, thôi thì cái đấy con không biết đâu, có gì chú trao đổi chú Danh. Rồi chào chú nhá. Dạ. Vâng. Rồi con cảm ơn chú. Thôi vậy thì thôi, thì cứ theo tinh thần mình bàn đi. Thì đây là ý của cô là gửi 2,5 triệu và 600 Canada, vẫn cứ tiền để nguyên không có đổi. Nhưng bây giờ chú lại nói là chú không lên đây mà chú làm ở Đà Nẵng. Nếu mà không phải mình nói, nhưng mà nói như chú thì nó cũng có lý hơn. Dạ. Tại vì bây giờ mình gửi cái số tiền nhiều đi lên đây nó còn rẻ ra nữa. Dạ. Tại vì đi lên làm mà nếu mà kêu làm giống vậy đó, là cái bộ ở dưới này, cái bộ dưới Vitan này là mắc hơn nhiều. Vâng, lắm. Không thì cái giò của chú là mấy triệu là không có làm được. Cái giò của chú là mắc tiền. Cái giò này cực kỳ mắc tiền. Đúng anh rồi. Phong anh mang về đúng đấy, rồi. Chứ không phải là... cái bộ Vitan này nó mắc tiền. Đúng rồi. Còn làm thường như đó thì ở trên đó, trên chú Linh cũng vậy, cũng làm cái thường cũng có 3,4 triệu thôi. Đúng rồi. Thì đây là chú này là chú tính làm cái thường đúng không? Đúng rồi, cũng còn nói vậy là đúng rồi. Dạ. Thì bây giờ nếu mình gửi cho ổng thì ổng còn dư tiền, ổng xài cái tiền đi lợi uống 2,5 triệu. Nó đỡ tiết kiệm được đúng không chú? Vâng. Rồi thì bây giờ đấy ân nhân ở Canada có coi được thì... nếu mà ổng làm xong chụp cái hình thì càng tốt. Vâng. Đó thì thôi đấy, mình để em nói thế để chị biết là bây giờ là hai chú cháu bàn với nhau thì chú Danh cũng đã từng làm cái chân này rồi. Nói chung làm cái chân như của chú Danh thì mắc tiền lắm. Không còn chú thì đang muốn làm cái chân có 3 triệu thôi, mà nếu mà chị gửi cái số tiền này thì dư rồi. Nên là thôi tùy, để em sẽ đăng video clip này lên để chị thấy mà như thế nào, chị cứ liên lạc với em để em biết là nếu mà chị muốn gửi hết toàn bộ thì em gửi, mà chị muốn là giúp đỡ thêm những ai như những ai nữa thì chị báo cho em hay. Thì bớt là 100, 200 gì đó. Dạ. Hay là ba, nếu mà tính ra thì 200 là đủ rồi. Vâng. 200 đủ rồi, thêm cái tiền ăn xe nữa thì cộng vô nữa là nó cũng cũng là ngon rồi, cũng tốt rồi. Mà trong khi dư cái tiền ra kia mình giúp được người khác nữa. Vâng. Vậy thì con cứ giữ số tiền này đây chú Danh nhá. Giữ đi. Ấn định là bảo tôi gửi chú cho nó gọn mà. Cầm nhiều khi tiền nong nó chú cũng... không có bảo đảm. Dạ, vâng. Được rồi. Thôi thế con chào chú nhá, chúc chú sức khỏe nhá. Rồi, con xin phép con đi về đây. Cũng cảm ơn tất cả các nhân giúp chú nhiều. Vâng, rồi cho chú cứ ăn uống giữ gìn sức khỏe ráng qua cái mùa dịch này. Con chú đi về đây. Chúc các anh nhân người thế giới cũng yên tâm. Dạ. Khỏe mạnh mà an tâm mà chống qua mùa dịch này thôi, chứ giờ chả biết nói sao giờ. Dạ. Rồi, chào chú. Thưa cô bác anh chị, thì đây là cái chỗ sửa xe của chú Danh đây. Thì đây là các cái đồ nghề của chú. Chú để ở đây này, nhưng mà bây giờ nó nặng lắm nên là cũng các cái bên hủ tiếu rồi phở họ cũng nghỉ nên là chú nghỉ luôn. Đấy, ở cái chỗ này, trước là chú hay sửa xe nhưng mà đợt này thì chú nghỉ, không có còn sửa nữa vì cũng đi ra ngoài đường thì bây giờ một là không có khách, hai là 67 tuổi thì người ta cũng nói là trên 60 tuổi thì sức đề kháng yếu thì không có nên ở ngoài đường. Đó thì bây giờ đồ nghề của chú là đang vứt xó và đang ở nhà, gọi là nghỉ dưỡng trong cái lúc mùa Covid-19 này.